hay là không. Rồi. Gì? Ôi, cái áo. Rồi. Rồi, gì vậy? Rồi. Từ. Rồi. Sao từ? Một cái gì vậy ta? Em có thấy chuyển động đúng không? Cái áo tự nhiên nó đứng lại rồi. Làm như nó muốn dí mình hay gì á. Đứng lại rồi. Em thấy chuyển động rất là rõ luôn á. Trời. Hai anh em Đồng cũng như anh Hoàng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Như lời đã hứa vào video ban ngày, tối nay anh em sẽ quay trở lại căn nhà ma quái rùng rợn bậc nhất ở tỉnh Tây Ninh. Nơi đây đã từng xảy ra 4 vụ án mạng mất không rõ nguyên nhân. Và những cái vụ án đó xảy ra thực sự ly kỳ đúng anh. Và không biết hiện tại thì khoảng bao nhiêu giờ rồi nhá? Hiện tại bây giờ thì khoảng 21 giờ rồi. Nãy giờ thì trời mưa rất là to, thì nó mới vừa tạnh thôi. Hiện tại vẫn còn râm râm. Vì thế hai anh em mới tranh thủ để vào quay cho mọi người xem. Thì thật sự cái ngôi nhà này nó có nhiều cái hiện tượng tâm linh mà hai anh em vào buổi trưa rất là kỳ lạ. Vì thế hai anh em mới rất là tò mò muốn quay trở lại đây để thử xem ban đêm có ghi được hình ảnh hay là những cái hiện tượng gì đặc biệt để cho mọi người xem hay là không. Dạ, tỷ bên này anh em có nghe những cái tiếng động kỳ lạ trên mái tôn và thậm chí là nghe tiếng bước chân luôn. Bước chân nó giống như là những người nhưng nào mà nó đó. Không rõ ràng, có thể là do ảo tưởng của mình ha. Do vậy tối nay anh em quay trở lại đây mang những cái đồ cúng tâm linh để hy vọng sẽ ghi lại được những hình ảnh như những cái lời đồn đúng không? Hai anh em mình đêm tối hôm nay thì gồm có bánh rồi nhang đèn hương. Dạ. Đó. Để mà cúng và làm một cái nghi thức để xem thật sự nơi đây có tâm linh hay là không. Dạ, để xem hôm nay có tâm linh hay không thì hy vọng quý cô chú anh chị sẽ đồng hành với hai anh em mình ở video này nhé. Ok, bây giờ thì mình hai anh em mình cũng đã tới phía trước căn nhà. Bây giờ xin mời cả nhà cùng đồng hành hai anh em mình để tiếp tục cuộc hành trình. Dạ. Đây chính là hình ảnh quý ông bà cô chú anh chị đang xem. Đây là ngôi nhà căn biệt thự mà người ta đồn đãi cho rằng rất là ma quái và kỳ dị. Hiện tại bây giờ là 21 giờ rồi. Một cảm giác rùng rợn khi chúng ta chuẩn bị bước vào căn nhà này. Ủa? Em thấy gì không? Ngay cổng kìa. Giống như một cái hình người đàn ông. À, không phải là có phải sự trùng hợp của những cái mảnh vỡ sơn hay không ha? Ở xa xa kia nhìn giống như người đàn ông đang ngó nhìn ha. Đúng rồi, đây là bức tường, một cái mảng lăng bê nó bong tróc ra, nó làm giống như một người đàn ông có mái tóc, có một cái bát dài xuống ra đó. Quý ông bà của chú anh chị, chúng ta hãy cùng xem, đây là một cái tuyệt tác của một cái lớp sơn bê tự nhiên nó bong tróc ra thôi. Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rất là kỳ lạ. Ôi, tự nhiên gió lên quá trời luôn. À, cũng chia sẻ là chiều giờ là mưa rất là lớn luôn. Hai anh em trú mưa ngoài kia khá là lâu. Đợi tạnh mưa xíu thì hai anh em mới vào. Anh có nghe tiếng tích tắc gì không? Nó kêu hình như là phía bên trái của ngôi nhà. Đúng rồi. Đó. Giống như tiếng ai đó bước chân hay là nước chảy tích tắc ta. Cái tiếng nó làm cà sẹp giống như lúc trưa vậy đó. Rồi pha lẫn tiếng côn trùng ếch nhái gì nó kêu, nó hòa quyện một cái âm thanh chúng ta nghe rất là ma mị rùng rợn. Hiện tại thì cái âm thanh nó phát ra từ cái góc này nè cả nhà.
Đầu tiên vậy hai anh em mình sẽ di chuyển lại đây xem có cái gì không đi. Đây là đọt cây vú sữa ban đêm nè. Trên đây mà bây giờ có một cái đầu mà nó thò ra, chắc hai anh em mình bỏ chạy luôn. Em giục máy em chạy luôn. Thật sự á, đi khám phá tâm linh, nhưng mà thật sự gặp một cái trường hợp như vậy chắc bỏ chạy thật sự. Không biết anh có nghe không? Em tới đây thì em nghe tiếng nó càng ngày càng rõ. Ở phía này nè. Ôi, cái tàn cây vú sữa từ bên đó mà nó trổ vào qua tới bên ngôi nhà luôn. Ôi ôi. À, tiếng nước chảy. Thì ra là ôi nãy ôi. Giờ đổ mưa anh. Là nước nó từ trên này xuống này. Nó nhưng chảy. Mà ban ngày hai anh em mình nó cũng nghe một âm thanh nó tương tự như vậy. Mà ban ngày đâu có mưa đâu. Ban ngày đâu có mưa. Nắng rất là nóng. Bây giờ hai anh em mình tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà. Không hiểu qua camera của anh có thì em ở đây này. Có hai cái luồng phát sáng ra. Ngay cái bàn thờ hồi chiều anh em mình thắp nhang. Hồi chiều, hồi bên ngày á. Thấy không? Một luồng ánh sáng đó. Bên anh cũng thấy kìa. Ngay giống chỗ như tỏa sáng của thờ. Mẹ Quan Âm á. Ngay chỗ bàn thờ Mẹ Quan Âm. À. Tỏa ra một cái hào quang hả? Đúng rồi. Đó, này. Rõ cực kỳ luôn. Giống như ánh hào quang lan tỏa từ Mẹ Quan Âm á. Đúng thật là kỳ lạ. Thì đây chính là một cái gian phòng mà nơi cụ bà gần 80 tuổi, cụ tu luyện ở cái gian phòng này nè. Tu luyện xong mất đây luôn. Mất tại cái bàn thờ này. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục di chuyển vào đó anh nhé. Ok. Anh có cảm nhận là không khí buổi tối nó khác hẳn hoàn toàn ban ngày không anh? Thứ nhất là hiện tại trời bây giờ đang mưa. Nó làm cho mình có một cái cảm giác rất là lạnh. Một cái thứ hai nữa, hiện tại thì nơi đây ban ngày nó đã hoang vắng. Bây giờ thì 9 giờ mấy rồi. Nãy anh xem là bao nhiêu giờ? 9 giờ 17, 21 giờ 17 phút rồi. Thì mọi người tưởng tượng xem, hiện tại bây giờ thì cái ngôi nhà này vào cái khoảng không gian như thế này mà trời mưa nữa, nó làm nó có một cái không khí nó bao trùm thật sự rất là ảm đạm. Mục đích hai anh em mình đến đây hôm nay á, thứ nhất là muốn xem nơi đây thật sự có những cái hiện tượng gì tâm linh đặc biệt hay là không. Anh có nghe tiếng gì rắc rắc không? Thì cái tiếng này nó giống như cái tiếng mà buổi trưa á. Buổi trưa mà hai anh em mình vào á. Nó kêu trên la phong trên nóc nhà. Tại sao lại khi hai anh em mình tới đây lại có cảm giác như vậy? Tại vì là cái câu chuyện mà bốn người đã từng bỏ mạng ở nơi đây á. Và mất oan á anh. Kiểu mất oan á. Hôm nay hai anh em có mang đồ cúng này tới đây để hai anh em mình thắp nhang và có thể đặt camera xem có quay lại được cái hiện tượng tâm linh nào trong cái căn nhà ma nổi tiếng này không anh ha? Đúng rồi. Trước tiên thì mình sẽ đi quay sơ một vòng cái ngôi nhà này. Yeah. Rồi tiếp đó hai anh em mình sẽ làm một cái nghi thức. Mình sẽ thắp hương và thắp nến ở ngay chỗ cái nơi mà cái chú bị sát hại ở căn nhà dưới á. Rồi mình dựng máy đó để mà quay cho mọi người xem. Dạ đúng rồi. Thì xoay quanh căn nhà này
Như lời anh hồi chiều chia sẻ là rất là nhiều bà con lúc trước á, đi ngang đây thì thấy rất là nhiều hiện tượng trong này. Do vậy hai anh em muốn tới đây á, để xác thực lại thông tin này và xem có hiện tượng như vậy hay không. Ở đây có một cái nhang, không hiểu vì sao không có chịu cháy anh ạ. Đây là một cái hương nó không cháy. Đây chính là cái bàn thờ ngay chính giữa của căn nhà. Thì hiện tại ở trên cái bàn thờ này á, thì để mình sẽ quay sơ cái chỗ này cho mọi người xem rõ hơn. Thì ở đây á, bàn thờ này thì có thờ một cái liễn mẹ Quan Âm, bên kia thì thờ vị Quan Công. Ở đây có ba cái lư hương và có một cái sợi chuối này. Chuối này là bên Phật hoặc là một cái đạo gì đó đúng không? Một cái sâu chuỗi của đạo Phật. Thực sự thì mình cũng không hiểu cái sâu chuỗi này có phải là của cụ bà khi mà ngồi thiền mà hỏa thân đó bị mắc ở đây hay là không. Vì dạ, những cái mà vị ngồi thiền á, thường thường họ hay lần chuỗi. Ở trong cái gian phòng này nó có cái gì? Mình mới nghe tiếng động. Có không anh? Giống em như, nghĩ là tiếng động trên cái tầng giống nhà. Giống như có một người nào đó đang theo dõi mình, hay là có một cái bước chân. Vậy hả? Giống như người nào đang theo dõi mình hay là có một cái bước chân mới trong căn phòng này, để vào xem. Là anh nghe rõ tiếng bước chân luôn à? Nghe sau lưng rõ ràng luôn. Căn phòng này nè, thì hiện tại hai anh em mình ở đây đâu có đâu. Hay là tiếng của chuột chạy hay là con gì ta? Hoặc có thể là như ban ngày hai anh em mình đi á, trên trần nhà này lâu lâu xuất hiện những cái tiếng động rất là lớn này. Ôi ôi, ở đây em thấy không? Có một cái tượng, một cái hình thù rất là kỳ lạ nè. Đó, khi mà chỗ này mình vô máy lại á, nó có một cái hình lạ lắm. Nếu mà nhìn khí giống như là một cái người một cái người đang ngồi hay là đang bế con gì đó. Không, giống như người đang ngồi thiền ấy. Đang ngồi thiền, đúng rồi. Giống như một cái cụ bà đang ngồi thiền. Mà bình thường mình nhìn ở ngoài mình không thấy. À, mình buổi tối mới thấy rõ á. Không hiểu sao là do em ảo giác cái gì em. Em cứ thấy cái gì cứ lướt lướt qua chỗ cửa sổ này nè. Nãy giờ thì anh cũng thấy một cái mình thật sự là mình có cái ảo giác hay là có người đó, một người nào đó thật sự trong ngôi nhà này đang đi theo dõi mình. Bây giờ một chút nữa anh sẽ đi một bên, em đi một bên, hai người này sẽ bọc lại xem thật sự là đây có ai đang trong ngôi nhà này là không. Dạ. Biết đâu sẽ có một người nào đó là một người vô gia cư ở trong đây. Những mảnh xương này còn nguyên vẹn ở đây này. Quá chừng xương luôn. Không hiểu sao ở trong một cái căn phòng sạch sẽ như thế này mà có một đống xương. Có lẽ là một cái con vật nào đó đã tha. Nó tha về nó ăn thịt ở trong cái ngôi nhà này. Dạ, chắc là vậy. Mình sẽ đi một vòng trước anh nha, sau đó mình sẽ xuống cái chỗ mà chú kia mất, mình làm lễ ở đó đi. Nãy giờ mình chưa có vào hai căn phòng này. Ấy, em vừa nghe một tiếng giống như tiếng bước chân anh nói á. Nghe xẹp xẹp xẹp. Đúng không? Hay là tiếng mưa ta? Da gà em nổi này. Không hiểu sao luôn. Óc ác nổi lên là mọi người. Cùng một lúc hai anh em luôn nha. Em nổi da gà hết luôn nè mọi người. Chứ đâu phải một người đâu. Cái căn phòng này lúc anh em mình vào buổi trưa cũng vậy á. Vào tới căn phòng này, với lại ngay cái gian bếp ở sau á, là có một cái cảm giác, một cái cảm nhận nó tương tự như vậy. Dạ đúng rồi.
Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều hoa giấy, nhưng mà không hiểu ai đó đã dán lên một lớp keo hai mặt. Họ tạo ra một cái đường keo hai mặt dán hoa giấy lên đây. Anh có thể dọi đèn ra rung ngoài kia không được không? Em vừa thấy giống như không hiểu sao trên cái cây đó kia lại có một sợi dây rất là kỳ lạ kìa. Ừ, nhìn ghê quá. Cái sợi dây này mà ở trên đọt cây, mà trên nhánh cây nó thòng xuống thì em có liên tưởng đến chuyện gì không? Giống như là mấy người mà hay treo cổ quá. Nghe ớn lạnh. Đây nè mọi người. Đây là bên ngoài cửa sổ, ngay chỗ khu vườn có cây măng cục á, thì tự nhiên trên đó có một sợi dây thần nó lòng thòng xuống. Hiện tại bây giờ ban đêm á, mình có cái đèn mình rọi ra mới thấy được ngay cửa sổ luôn. Chút xíu nữa anh em mình có thể ra đó không? Ra cái chỗ sợi dây này hả? Ừ. Đây, đi vòng những cái căn phòng mà tiếp theo đi. Hết hồn. Đá cái chai. Đây là cái gian phòng thứ hai. Ui, hồi chiều ban ngày em đi em chưa vô phòng này luôn á. Chưa hả? Không. Đây là cái gian phòng thứ hai nè. Ở đây là cái gì ta? Cái sợi dây điện này là để phơi đồ hả? Đúng rồi, móc đồ. Thì từ cái gian phòng phía thứ hai này, nó nằm phía sau phòng khách á, thì từ đây chúng ta có thể nhìn ra phía sau ở cái view ở khu vườn nè. Từ đây chúng ta nhìn ra cái gian bếp nè, đó. Thấy không? Thì nơi đây chính là nơi mà bà cô bị sát hại. Ê anh, nằm ngay cửa sau nè. Anh để ý camera em có những cái gợn rất là lạ kìa. Dạ, biết máy anh có không? Nè. Ờ. Anh thấy không? Có lẽ là do cái tần số quét của cái camera với cái bóng đèn á. À. Đây, bây giờ anh em mình ra phía sau. Mình muốn đi ra phía sau ngay cái khu vườn này để xem cái tiếng bước chân đó có phải là cái người mà vô gia cư, hay là một người nào đó nãy giờ cứ đang theo dõi rình rập anh em mình. Đây là gian nhà bếp. Em cảm giác như hiện tại, anh biết cảm giác của em là gì không? Nó lạnh lạnh sau gáy luôn, giống như dựng tóc gáy. Thường thì chúng ta đến những cái nơi mà có những cái hiện tượng tâm linh, mà nhất là những hiện tượng tâm linh mạnh sẽ tạo cho chúng ta những cái cảm giác, những cái ảo giác rất là nhiều. Thứ nhất là nổi óc cục. Một tờ chìa khóa xe Honda. Thì ở đây thì mình cũng không biết cái chìa khóa của ai, nhưng mà vào cái thời điểm mà hai cô chú bị sát hại ở đây á, thì cơ quan điều tra bảo rằng là tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên, không mất thứ gì hết. Hai chiếc xe của hai cô chú vẫn còn nguyên. Vậy là đâu phải... Cho nên loại trừ là bị cướp tài sản. Cướp tài sản, đúng rồi. Thì thật sự ở đây mình không biết là có phải là cái chìa khóa của xe của cô chú hay là không. Cái này cũng lâu rồi đó. Cái chục năm rồi thì... Xe này xe hãng lâu rồi anh. Cái chìa khóa này kiểu này lâu đó. Cả giờ, chục năm rồi thì cái chìa khóa này nó nằm giờ đây. Giờ đa thì... số Honda làm chìa khóa dài, không phải ngắn vậy nữa. Điểm với ra... lại người lớn tuổi ngày xưa thì mình nghĩ có lẽ là hồi đó không biết đi xe gì. Nhiều khi đi xe cúp hoặc những cái xe phân khối thấp. Không có ai. Đây là cái đường luồn ra phía trước không? Đúng rồi. Đâu có ai đâu ta. Nhìn rất là rõ. Sao kỳ vậy ta? Mà hồi nãy rõ ràng là em nghe tiếng bước chân rất là rõ, chứ không phải ảo đâu. Ừ. Ảo là khi em mới vô, thì có thể là những cái luồng ánh sáng là ảo. Nhưng mà đó. Ôi. Giờ anh em mình sẽ bây giờ như thế này. Anh em mình sẽ lên ngay chỗ cái nhà trên, rồi mỗi người mà một đầu, mỗi người một bên, chúng ta sẽ gặp nhau nơi đây để xem anh vòng đường nào. Ừ.
Không, vậy vậy thì anh vòng đường này đi. Em vòng đường này, hai anh em mình gặp nhau ở gặp nhau ngay trong bàn thờ. Nhá. Đúng rồi. Thật sự thì anh và thật sự thì mình hiện tại và bạn đồng hành sẽ đi đường vòng nãy giờ á, xem thực sự là giống như có người đi phía sau, có thể của thật sự có đúng hay là không, người vô gia cư nào đó sống ở đây. Đâu có ai đâu ta. Mình sẽ đi thật là nhanh. Sao? Sao anh chạy? Đây là phía sau vườn nè mọi người. Sao chạy dữ vậy? Em... Mình muốn đi thật là nhanh xem coi là có ai là không. Đâu có thấy ai đâu. Không có ai. Chắc anh em mình xuống dưới đi anh. Mình bày đồ ra cúng đi, rồi mình đặt máy xem có cái điều gì hay không. Giống như là hai anh em mình đặt camera giấu kín vậy đó. Để anh sẽ ra phía sau vườn, ra sau vườn để xem coi. Thì ngay cổng sau này, nơi đây là nơi mà bà cô bị sát hại từ trong nhà đã chạy ra đây. Cái dạ, khoảng sân này nè. Bà mất trong khoảng sân này. Đúng rồi. Đây là ở ngoài vườn nè mọi người. Hiện tại bây giờ là gần 22 giờ rồi. Đây là khu vườn phía sau nhà. Ui, nó sủa. Con chó nó thấy mình đỏ đèn nó sủa. Hiện tại ra đây thì thật sự không thấy một ai, nhưng mà hồi nãy nghe tiếng bước chân. Anh đi qua bên đó luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ sẽ lại nơi cái sợi dây. Ở đây thì lúc nãy mình ở trong cửa sổ mình nhìn ra, mình thấy ở đây có một cái sợi dây. Không hiểu sợi dây này là sợi dây gì anh nhá. Ở đây nè mọi người, cả nhà nhìn xem. Ở đây trên nhánh cây tự nhiên có một cái sợi dây thòng lọng nó thả xuống. Nhìn kỳ quá. Còn đây là gốc cây vú sữa nè. Sợi dây này mình thấy là treo có vẻ là lâu lắm rồi. Nó gần mục hết rồi. Cái sợi dây thừng mà nó gần mục. Chứng tỏ là đã được treo rất là lâu. Đây là bên hông ngôi nhà. Đi cẩn thận, những cái mảnh kính rất là nhiều. Ở đây ai đốt cái gì quá chừng người ta. Cái này chắc em nghĩ đốt cũng lâu rồi đó. Ừ. Có thể là những cái vật dụng của những cái người sống trong ngôi nhà này bị mất đó. Họ cái lúc mà đó. Mà khi mà xảy ra đó, rồi họ đem những cái đồ mà của mấy người đã khuất đó, đem đốt không? Dạ. Ừ, một đống tro nhìn ghê quá. Đây là, cái dây, đây là cái da rắn nè. Mình không hiểu cái chú này, chú thay da xong rồi chú đi trốn ở đâu rồi. Nhiều khi là tiếng lọc sọc trên mái tôn. Thì có lẽ là nó đang cư ngụ trên cái la phong này nè. Em nghĩ là... Nãy giờ thì mình đi xung quanh rồi. Chỉ còn cái nhà vệ sinh này chưa vào. Biết đâu ai đó sẽ... Họ sẽ trốn trong đây. Ủa? Cái tiếng gì ta? Mưa đó. Phải mưa không? Tiếng mưa. Mưa nó rớt trên la phong hả? Dạ đúng. Ủa sao ngồi ta? Cái nhà như thế này mà có la phong mà tại sao mưa nó lại đổ lên đây?
Đây là trong phòng vệ sinh. Nãy giờ thì anh em mình cũng đã khám phá xong xung quanh ngôi nhà. Ủa, nước nó chảy vô. Nước này nó chảy từ đâu vậy ta? Cái ngôi nhà này, cái biệt thự này mà sao mà giọt mưa được ta? Đây, đây. Ôi ôi, kỳ vậy? Sao cái mái nhà mà lại chảy như thế này ta? Nhà còn rất mới sao mà tôn nó lại sập được? Giờ anh em mình bày đồ cúng thì bày chỗ nào anh? Em nghĩ chỗ bây này... Bây giờ thì nếu mà thật sự muốn tìm thấy tâm linh ở nơi ngôi nhà này thì mình sẽ đặt máy nơi mà cái anh bị sát hại tại mâm cơm. Thì em nghĩ là chỗ này á. Chỗ này. Thì em nghĩ là chỗ này đi, cho nó khỏi bị ướt. Chỗ dưới chân anh luôn này. Đúng rồi. Thứ nhất là sẽ không bị ướt, thứ hai là nó khuất gió, sẽ không bị tắt đèn cầy. Và mình sẽ đặt máy ở đây để quay ra cái nơi mà của cái cô bị sát hại ở ngay cái cánh cửa này. Dạ. Rồi. Bây giờ thì xin phép cả nhà mình sẽ dựng máy đi. Anh nghe đều đi, anh cho đồ ra để em cầm máy chứ. Lát nữa dựng sau cũng được. Dựng luôn hả? Dựng máy luôn đi. Nên ướt hết không? Dạ. Không bị ướt, gạch không bị ướt. Ướt hả? Ừ. Do chắc là do cái nền gạch nó trơn thôi. Thì nãy giờ anh em mình cũng đã dựng ở đây gồm có 9 cây nến, 8 cây nến xung quanh và một cây nến ở giữa nữa. 9 cây. Và chúng ta có một cái bịch bánh. Thì thường thường đó, mấy người cúng mấy cái dông phước mặt đó, họ hay cúng bánh này, thường bánh còn sùng đó. Rồi, bây giờ anh em mình tranh thủ. Anh thắp nhang đi, tranh thủ đi, cũng khuya rồi. Giờ chắc cũng gần 11 giờ rồi. Thôi rồi, 22 giờ 1 phút rồi. 22 giờ 1 phút rồi. Anh thắp đèn cầy trước. Trước tiên thì mình cho 9 ngọn nến này cháy lên trước. Ồ, thường thường cúng là mình phải 9 ngọn nến này sao? Thì theo tâm linh á, 9 ngọn nến tượng trưng cho là 9 tầng trời đất. À. Và cửu quyền. Để em coi cái mic em đã bật chưa. Bên cây, cây bên này chưa thấp. Còn còn đồ thì mình có lấy ra hết luôn không anh? Còn giấy tiền, đúng rồi. Đây là giấy tiền, kim ngân đô la. Chút nữa thì chúng ta dựng máy đây. Mình dựng máy đây chút xíu. Rồi vài phút sau mình sẽ vô để mà đốt cái phần giấy tiền này.
để cho những vị khuất mặt ra. Dạ. À, thì bây giờ là 22 giờ 3 phút. Thì hôm nay á, anh em tụi con đến đây trước tiên thì thắp lên cho các chư vị ở đây á vài ngọn nến và thắp lên vài cây hương. Và sau đó cho phép các chư vị ở đây á, cho con được phép quay hình và ghi clip để xem thật sự. Ôi ôi, tự nhiên nó là cái đèn cây làm em giật mình luôn. Sao kỳ ta, tự nhiên ngọn nến này nó lạc. Thì cho phép tụi con được thắp lên vài nén hương. Và ở đây thì có bánh và một ít là kim ngân, đô la, giấy tiền. Chút nữa thì con sẽ gửi cho các chi ở đây. Mục đích của tụi con đến đây hôm nay á là cũng muốn cầu xin các chị ở đây á cho con được phép ghi hình. Ủa cái gì vậy? Được phép ghi hình để mà em quay có, clip. Em có nghe cái tiếng gì ạ? Cái tiếng gì nó rụt rẹt. Được phép ghi hình quay clip để xem thật sự nơi đây có những cái hiện tượng tâm linh hay là những cái vị, những cái oan hồn mà chết oan ức ở đây thật sự còn lẩn khuất ở nơi cái ngôi nhà này hay là không. Nếu mà thật sự có thì xin các chư vị hãy cho tụi con thấy và được ghi hình vào trong ống kính camera này. Em có cảm giác gì nghe tiếng chân đâu. Thôi anh em mình thắp hương đây đi rồi để xem sao. Nếu mà thật sự các chư vị ở đây có linh thiêng thì hãy cho tụi con và ông bà cô bác hiện tại đang xem qua màn ảnh để thấy những cái gì mà rõ ràng nhất, thật sự những cái oan hồn của bốn vị ở đây thật sự là còn cư ngụ ở ngôi nhà này hay là không. Rồi gì ạ? Ôi cái áo rồi. Ôi trời gì ạ? Rồi từ thôi sao từ một cái gì vậy ta? Em có thấy chuyển động đúng không? Cái áo tự nhiên nó đứng lại rồi. Làm như nó muốn dí mình hay gì á. Nó đứng lại rồi. Em thấy chuyển động rất là rõ luôn á. Ui trời, gì ghê vậy? Anh vừa thấy rõ không? Ôi ôi, ôi trời ơi. Ôi ôi, gì vậy? Ôi. Ôi. Hồi nãy em có thấy gì không? Em thấy chuyển động rõ ràng luôn chứ không phải hoa mắt như hồi nãy. Là hồi nãy anh em mình mới vô có thể nói hoa mắt á. Bây giờ hai anh em mình có thể đi vào để xem như thế nào. Ôi. Ủa? Sao cái này hồi mới vô em thấy nằm đầu kia mà. Hồi nãy á, nó nằm đằng kia. Đúng rồi. Mà hồi anh em mình á, mới vừa thắp hương xong, khấn vái vừa xong, nó làm như nó dí mình á, từ đằng kia mà nó chạy tới đây luôn. Anh để ý khi anh vừa dứt câu nói á, là nếu mà có oan hồn ở đây thì cho anh em với quý cô bác á, thấy được trong video thì cái này nó chạy lại. Đây nè cả nhà. Thì đây là một cái áo hay là một cái váy của một người phụ nữ. Lúc nãy thì nó nằm đằng kia kìa. Mình hai anh em vừa khấn vái vừa xong là tự nhiên nó chạy ra đây. Nó lết một cái đường dài luôn. Một cái vệt nước dài tới đây luôn. Ừ. Đâu có gì đâu ta. Một cái váy bình thường thôi mà. Kỳ lạ thật sự luôn ấy. Thôi bây giờ mình đem cái váy đó trở lên ở chỗ cũ đi. Rồi anh em mình sẽ dựng máy ở đây.
Bây giờ thì mình sẽ dừng máy đây đi. Bây giờ hai anh em mình thử dừng máy đi đây đi. Mình ra ngoài khoảng 2 phút đi. Đúng rồi. Xem thực sự máy có quay lại được những cái hình ảnh gì hay không. Ừ. Anh em mình nên dựng ghi quay ra cái hướng mà nơi người cô mà lết ra mất ngoài đó nữa kìa. Bây giờ thì trước tiên mình sẽ đem cái váy này lại chỗ cũ. Rồi lúc nãy nó nằm đâu đây nè? Không, nó nằm túc đầu kia kìa. Thôi kệ, để đi. Thì bây giờ hai anh em sẽ dựng máy ở đây để mà chủ yếu quay cái nơi mà cái chú bị sát hại tại mâm cơm. Và thứ hai nữa là ngay cánh cửa ra vào. Cánh cửa này là nơi mà cô đã bị sát hại. Đây, bây giờ thì hai anh em mình sẽ ra bên ngoài. Ra đến đường nào? Đường này hay đường kia? Ra ngoài lộ luôn. Ra ngoài lộ. Mình ra khoảng bao lâu thì mình quay vô? Ra ngoài lộ khoảng vài phút. Mình cũng không nên quá lâu. Tại vì nếu mà thật sự có hiện tượng tâm linh thì khoảng trong vòng 2-3 phút là sẽ có. Bây giờ hai anh em mình để mic đây luôn. Để mic đây để nhiều khi có thu được âm thanh hay là tiếng động gì lạ ở đây hay là không. Dạ. Để đi. Để lên chỗ cái bếp này nè. Em để bên này nhé. Đúng rồi. Bây giờ hai anh em mình đi, thôi đi lại cái đường này đi. Đi lại đường này lên nhà trên. Vòng lên ra ngoài lộ luôn. Mình ra ngoài lộ luôn để xem có thu được âm thanh hay là những hình ảnh gì mà đặc biệt hay là không. Thank you.
Thì em không biết nãy giờ là camera khi anh em mình ra ngoài một khoảng thời gian như vậy á, không biết camera có ghi được cái điều gì đặc biệt hay không anh nha. Nãy giờ thì anh em mình ra ngoài lộ cũng khoảng 5 phút không? Chắc khoảng đó. Dạ. Thì thật sự nãy giờ không biết là camera có ghi lại được những cái khoảnh khắc mà mình mong muốn là từ ở cái góc máy này có thu được như hình ảnh gì hay không. Thì xin mời cả nhà hãy xem video, và nếu mà thấy được những cái hiện tượng lạ gì thì hãy comment bên dưới. Dạ. Để cho anh em mình được hiểu rõ hơn. Cùng biết luôn ha. Quý cô chú anh chị xem video, nếu mà thấy một hiện tượng gì, có thể có người thấy, có thể không, thì để lại một cái comment bình luận dưới phần video này để cho hai anh em cũng như quý cô chú anh chị mọi người đều biết được ha. Bây giờ thì hai anh em nốt được nhiều tiền chưa? Hai anh em mình bây giờ thì sẽ đem ra phía bên ngoài, ra bên ngoài cửa chỗ nơi mà cô mắc ngay cửa đó. Chúng ta sẽ ra ngoài đó đốt. Thứ nhất á, là sẽ không làm bị đen cái nền nhà này. Thứ hai nữa, nơi ngoài đó cũng là nơi cô bị mất. Mình ra ngoài đó mình sẽ đốt nó tiện hơn. Dạ. Đây. Anh có mang hộp quẹt đó chứ? Có. Thì đây là những ngọn nến mà nãy giờ anh em mình đã thắp lên. Hình như cái váy này nó không còn chạy nữa. Nãy giờ nó vẫn nằm im đây. Dạ đúng rồi. Nó hết chạy rồi. Thì không biết trong khoảng thời gian hai anh em mình đi thì nó có di chuyển như cái hiện tượng hai anh em mình hồi nãy giật mình hay không? Có khi nào nó nhúc nhích hay là nó bay lên bay xuống gì không ta? Cái đó thì để... Nếu mà thật sự như vậy chắc nhìn ghê rợn lắm. Ngoài này mưa chắc ở đây được rồi. Dựng máy đây đi. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đốt giấy tiền vàng mã ở đây để mà gửi cho những cái vong linh, những người đã khuất ở nơi này. Đốt ướt á, cái này khô rồi nè, mỗi người một nửa đi. Hộp quẹt anh dưới mà có nè, cầm cái này đi, anh đốt cái tờ báo này mồi trước. Cái gì ta? Mới nghe cái tiếng động gì với bực thềm á. Thì đây là số tiền kim ngân đô la. Thì hai anh em mình sẽ gửi xuống cho các chư vị ở đây để họ có để mà xài. Nếu mà thật sự các vị ở đây, những cái quan hồn còn mà lãnh khuất ở ngôi nhà này, họ sẽ nhận được số tiền này. Thì mình cũng cầu mong những cái quan hồn ở đây, cô chú được siêu thoát. Thật sự thì qua những cái bài báo và câu chuyện mình đọc, thật sự thấy rất là thương tâm. Mà sau khi những cái vụ việc đó xảy ra, em thắc mắc một điều đó. Không biết là gia đình đã tới đây cầu siêu hay là giống như... Để trục vong về. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mất oan vậy, cái vong nó không có muốn theo về. Thì thường là nếu mà những người tin về tâm linh thì gia đình, nếu mà thật sự có chết mà kiểu oan ức, thì gia đình họ thường đến đây để mà thứ nhất là nhờ thầy cúng, thứ hai nữa là để mà trục vong về nhà thờ. Nếu mà những vong linh mất oan ở đây còn ở đây anh ha, thì hy vọng những cái
chế tiền vòng mã hôm nay anh em mình đốt với giống như cái đồ cúng trong kia, giống như làm cho ấm lòng những cái vong linh ở đây, cũng như là một cái món quà, một số tiền để gửi đến các vị ở đây để họ có cũng như là họ xài. Anh em của mình á, nãy giờ đi quay clip cũng hơi dài, thì có lẽ là anh em mình sẽ dừng clip ở đây. Dạ. Hy vọng những cái video trải nghiệm khám phá vào buổi tối sẽ mang lại những cái điều gì mới mẻ cho quý cô chú anh chị trên kênh của em cũng như trên kênh của anh Nắng Tây Ninh. Nắng Tây Ninh. Dạ. Thì rất mong được quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho những cái nỗ lực của hai anh em mình. Hy vọng trong cái thước phim mà mình để máy đó sẽ có những cái điều đặc biệt và hay ho gửi tới cho quý cô chú anh chị, đúng không? Qua đây mình cũng thay mặt các cô chú anh chị ở trên kênh Nắng Tây Ninh cũng gửi một lời chào đến kênh của thầy giáo. Dạ. Một lời chào trân trọng và rất là thân thương. Dạ. Xin mọi người hãy cùng đồng hành hai kênh để tiếp tục chúng ta có những cái trải nghiệm mới, những clip mới để mà gửi đến cô chú anh chị ngày càng một hay hơn. Dạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà. Dạ. Chào cả nhà.